Xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện. Xin tự giới thiệu, cô là Bùi Thị Quyến, đến từ trường Trung học cơ sở Phù Cừ, huyện Phù Cừ. Rất vui được đồng hành cùng các em học sinh lớp 9 trong tiết học môn lịch sử ngày hôm nay. Ở tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu bài 21 Việt Nam trong những năm 1939-1945. Trong mô hình trường học mới, đó chính là mục 4, bài 22, Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Chúng ta cùng mở sách mở vở học bài. Chương 3, cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945. Tiết 25, bài 21, Việt Nam trong những năm 1939-1945. Mục tiêu cần đạt của bài học hôm nay đó là: thứ nhất, về kiến thức, giúp các em hiểu được khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đã thỏa hiệp với Nhật, rồi đầu hàng, cấu kết với Nhật, áp bức bóc lột nhân dân ta và làm cho đời sống của nhân dân, các cái tầng lớp, các cái giai cấp vô cùng cực khổ. Thứ hai, đó là những nét chính về diễn biến của hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kỳ, ý nghĩa của hai cuộc khởi nghĩa. Về kỹ năng, sẽ giúp các em biết phân tích các cái thủ đoạn thâm độc của Nhật Pháp, biết đánh giá ý nghĩa của hai cuộc nổi dậy đầu tiên và đặc biệt đó là biết sử dụng lược đồ. Về tư tưởng, sẽ giáo dục lòng căm thù đế quốc phát xít Pháp Nhật và lòng kính yêu, khâm phục tinh thần dũng cảm của nhân dân ta. Về năng lực phẩm chất, đó là năng lực tự học, tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử và rút ra bài học từ những sự kiện, từ những nhân vật lịch sử. Về phẩm chất, giáo dục các em, hình thành cho các em các phẩm chất yêu nước, trách nhiệm và nhân ái. Thế như vậy, ở bài Việt Nam trong những năm 1939-1945, cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là tình hình thế giới và Đông Dương. Và nội dung thứ hai đó là những cuộc nổi dậy đầu tiên. Nhiệm vụ của các em như sau. Các em hãy quan sát cho cô trong sách giáo khoa trang 81-82, sách giáo khoa chương trình hiện hành và trang 59-60 đối với sách mô hình mới. Trả lời cho cô câu hỏi, em hãy nêu những nét khái quát nhất về tình hình thế giới và Đông Dương trong những năm 1939-1945 và tình hình Việt Nam thì có điểm gì đáng chú ý trong giai đoạn này. Như vậy, chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu phần thứ nhất, phần 1 La Mã, tình hình thế giới và Đông Dương. Ở phần này, cô chia ra làm 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về thế giới. Thứ hai, về Đông Dương. Và thứ ba, về trong nước. Hoặc các em có thể gộp phần 2 và phần 3 là 1, tùy các em. Trước hết, để tìm hiểu phần thế giới, các em hãy quan sát cho cô một số hình ảnh sau, kết hợp với những hiểu biết các em đã học từ chương trình lịch sử lớp 8. Hãy cho cô biết tình hình thế giới trong những năm 1939-1945 có điểm gì nổi bật. Xin mời các em quan sát những hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất, đó là Hitler và đám quan chức Đảng Quốc xã trong năm 1939, năm phát xít Đức tấn công xâm lược Ba Lan. Hình ảnh tiếp theo, phát xít Đức tấn công Ba Lan năm 1939, bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai. Và trong ảnh, đó là lính Đức diễu hành ở thủ đô Warsaw ngày 1 tháng 9 năm 1939. Đây là hình ảnh Đức đánh bại Pháp trong 6 tuần vào đầu tháng 6 năm 1940. Và đây là hình ảnh quân đội phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thế như vậy, qua quan sát hàng loạt các cái hình ảnh và gợi nhớ lại những cái kiến thức của lịch sử lớp 8, chắc chắn các em đã có cái câu trả lời. Thứ nhất, về tình hình thế giới, chúng ta có thể chốt lại ngắn gọn như sau. Đó là tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Tháng 6 năm 1940, Đức đã chiếm Pháp. Đức chiếm Pháp một cách rất nhanh chóng bởi lúc đó chính phủ Pétain. Pétain là người đứng đầu chính phủ Pháp lúc bấy giờ hết sức hèn nhát. Do vậy đã nhanh chóng đầu hàng Đức. Còn ở Viễn Đông thì Nhật, phát xít Nhật đã tiến sát tới biên giới Việt Trung. Vậy trước cái tình hình thế giới như thế thì tình hình Đông Dương ra sao? Chúng ta sẽ sang tìm hiểu phần 2 về Đông Dương. Các em quan sát cho cô trong sách giáo khoa. Về tình hình Đông Dương, chúng ta có thể lưu ý cho cô ý thứ nhất. Tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương và Pháp lúc bấy giờ nhanh chóng đầu hàng Nhật. Nhật khi mà vào Đông Dương rồi thì đã biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của chúng. Và Pháp Nhật đã cấu kết để đàn áp, bóc lột nhân dân Đông Dương. Và được thể hiện qua những sự kiện sau. Các em quan sát cho cô lên màn hình. Ngày 23 tháng 7 năm 1941, tại Hà Nội, chính phủ Pháp đã công bố ký kết một hiệp ước giữa Pháp-Nhật. Đó chính là Hiệp ước Phòng thủ chung Đông Dương. Các em có thể quan sát nhanh cho cô trong nội dung trong sách giáo khoa trang 81. Thì nội dung chủ yếu của Hiệp ước Phòng thủ chung Đông Dương đó là gì? Đó là cho phép Nhật sử dụng tất cả các cái sân bay, các cái cửa biển vào mục đích quân sự. Và sau nữa, tháng 12 năm 1941, khi mà Nhật mở rộng xâm lược ra Thái Bình Dương, thì Nhật còn ép Pháp phụ thuộc mọi mặt, cung cấp mọi thứ cho Nhật. Và như vậy, đến đây chúng ta có thể nói rằng Nhật, Pháp đã thỏa hiệp, đã cấu kết với nhau trong việc áp bức, bóc lột nhân dân Đông Dương. Vậy thì một vấn đề cô đặt ra cho các em. Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi. Vậy vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật lại thỏa hiệp, cấu kết với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương? Cô sẽ giải thích cho các bạn đó là gì. Thực dân Pháp và phát xít Nhật ở đây trước hết là cùng mang bản chất của chủ nghĩa đế quốc. Thứ hai, đó là thực dân Pháp lúc này đang yếu thế. Đang yếu thế ở cả nước Pháp và Đông Dương. Tại sao chúng ta lại nói là đang yếu thế ở cả nước Pháp và Đông Dương? Bởi chúng ta đã nói ở phần trước rồi, ở nước Pháp thì phát xít Đức đang chiếm đóng. Còn ở Đông Dương thì phát xít Nhật cũng vào xâm lược và cũng đã đầu hàng. Đấy, rất yếu thế. Còn Nhật thì sao? Nhật thì phát xít Nhật thì muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời, để vơ vét sức người, sức của, để phục vụ cho cuộc chiến tranh của Nhật và làm bàn đạp để tấn công xuống các nước phía Nam Thái Bình Dương. Và một lý do nữa, đó là cả Pháp và Nhật cùng muốn dựa vào nhau để chống phá cách mạng Đông Dương. Nhất là khi Nhật mới vào Đông Dương thì cần dựa vào cái bộ máy đô hộ của Pháp được củng cố vững chắc từ trước để mà bóc lột nhân dân Đông Dương. Và đây chính là những lý do để giải thích vì sao Pháp và Nhật lại thỏa hiệp, lại cấu kết với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương. Các em đã hiểu chưa nhỉ? Rồi, thế như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong phần thứ hai. Vậy thì tình hình thế giới, tình hình Đông Dương thay đổi như thế thì tình hình trong nước ra sao? Về trong nước, như các em đã biết là khi mà Pháp đầu hàng Nhật thì tháng 9 năm 1940, Nhật tràn vào biên giới Lạng Sơn. Và sau cái thời gian chống cự yếu ớt rồi thì Nhật Pháp cấu kết với nhau cùng thống trị nhân dân Đông Dương. Thế nhưng mỗi tên đế quốc phát xít lại có những thủ đoạn riêng để mà đạt được mục đích của mình. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ xem là thủ đoạn của Pháp là gì. Ở đây trước hết chúng ta thấy rất rõ ràng đó là Pháp thực hiện kinh tế chỉ huy. Kinh tế chỉ huy, cô trông cho trong ngọc kép.
Các em có thể tìm cái câu giải thích, câu trả lời ở trong sách giáo khoa. Thực hiện kinh tế chỉ huy ở đây đó là gì? Đó là lợi dụng cái chiến tranh. Thì Pháp muốn thâu tóm, muốn nắm toàn bộ nền kinh tế và tăng cường vơ vét, áp bức, bóc lột, vơ vét tới mức cao nhất. Đó là thực hiện nền kinh tế chỉ huy. Thứ hai, đó là thực dân Pháp muốn là tăng thuế. Theo thống kê thì từ những năm 1939 đến năm 1945, có những mặt hàng thì Pháp tăng thuế tới gấp 3 lần. Đấy là thủ đoạn của Pháp. Còn thủ đoạn của Nhật thì sao? Trước hết, Nhật thu mua lương thực và ở đây chủ yếu đó là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt. Một cái thủ đoạn này thôi, nhưng nó là cái nguyên nhân, cái lý do trực tiếp, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái nạn đói cuối năm 1944, đầu năm 1945, cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào ta. Thứ hai, đó là bắt nhân dân ta phá lúa trồng đay. Cái phá lúa trồng đay ở đây để nhằm mục đích quân sự của Nhật. Thứ ba, đó là sử dụng Pháp là công cụ vơ vét, bóc lột nhân dân ta. Và bên cạnh đó nữa là cùng với Pháp đàn áp các cái phong trào cách mạng. Thế thì với cái thủ đoạn thâm độc của Pháp, của Nhật, nhân dân ta một cổ hai chồng, vậy thì hậu quả ra sao? Cái hậu quả đấy như thế nào? Thế đây chúng ta thấy, dễ dàng thấy rằng chỉ có Pháp áp bức thôi, nhân dân ta đã cực khổ trăm bề rồi, nay thêm Nhật nữa. Do vậy, đời sống nhân dân ta vô cùng cực khổ. Đó chính là làm cho cái dân tộc, cái mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và phát xít Nhật, cái mâu thuẫn đó được đẩy lên một cách rất là sâu sắc. Để hiểu rõ hơn cái tình cảnh của nhân dân ta trong những năm 1939-1945, cô mời các em xem một đoạn video sau. Và sự vơ vét đến độ hủy diệt của phát xít Nhật và thực dân Pháp để giữ chữ lương thực nhằm mục đích cho chiến tranh. Cộng thêm với thiên tai nghiêm trọng vào những năm 1944-1945 đã đẩy người dân tại các vùng quê, đặc biệt là Bắc Bộ và miền Trung Việt Nam tới một thảm họa. 2 triệu người chết đói. Trong bối cảnh lịch sử như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân ta đã nổi dậy đấu tranh vũ trang. Và tiêu biểu ở đây đó là các cái cuộc nổi dậy đầu tiên. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em sang phần 2, những cuộc nổi dậy đầu tiên. Ở phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu 2 cuộc khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa thứ nhất đó là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27 tháng 9 năm 1940. Và thứ hai đó là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23 tháng 11 năm 1940. Còn cuộc binh biến Đô Lương trong chương trình giảm tải không học, do vậy các em có thể đọc thêm trong sách giáo khoa. Trước hết, chúng ta đi tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn 27 tháng 9 năm 1940. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn cũng như là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu theo bố cục như sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa. Trước hết về nguyên nhân, các em kết hợp quan sát cho cô trong sách giáo khoa. Cái nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ở đây chúng ta có thể lưu ý như sau. Thứ nhất, đó là khi mà Nhật đánh vào Lạng Sơn thì Pháp thua và chạy qua châu Bắc Sơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương thì nhân dân ở đây đã nổi dậy. Vậy diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ra sao? Chúng ta sang nội dung thứ hai, chúng ta sẽ trình bày về diễn biến. Để trình bày về diễn biến, trước hết các em phải nắm được phần chú thích, tức là các ký hiệu được sử dụng trên lược đồ. Mũi tên màu vàng đó là hướng tiến đánh của Nhật. Các mũi tên màu đen là của quân Pháp,
Đây là mũi tên Pháp phản công đàn áp quân khởi nghĩa. Rồi đây là hình ảnh quân, ký hiệu đó là quân Pháp chống trả, rồi quân Pháp tháo chạy. Những hình ngọn đuốc đó là nơi quân dân ta khởi nghĩa. Và hình ảnh ngọn đuốc có ngôi sao này, đó chính là nơi thành lập đội xu kích Bắc Sơn. Sau đây xin mời các em quan sát lên lược đồ. Cô sẽ trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Như các em đã biết là ngày 22 tháng 9 năm 1940, Pháp đã ký với Nhật phải mở cửa Đông Dương cho Nhật. Và ngay đêm hôm đó thì Nhật đã tiến vào biên giới Lạng Sơn. Thực dân Pháp sau vài ngày chống cự yếu ớt, phần lớn là đầu hàng. Số còn lại thì rút chạy về Thái Nguyên, qua châu Bắc Sơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Bắc Sơn, nhân dân các vùng Mỏ Nhài, Vũ Lăng, Bình Gia đã nổi dậy giành chính quyền, cướp vũ khí của tàn quân giặc và giành chính quyền. Và trong cuộc khởi nghĩa này thì đội xu kích Bắc Sơn đã được thành lập ở khu vực Khuổi Nọi. Sau đó thì Pháp, Nhật đã cấu kết với nhau và quay lại đàn áp cuộc khởi nghĩa. Và cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt. Nhưng đội xu kích Bắc Sơn đã rút vào rừng để xây dựng lực lượng chờ thời cơ hoạt động để chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật. Thế như vậy về diễn biến, các em cần lưu ý cho cô ý thứ nhất. Đó là ngày 27 tháng 9 năm 1940 thì nhân dân Bắc Sơn đã nổi dậy và đã thành lập được chính quyền cách mạng. Nhật Pháp thỏa hiệp và đàn áp cuộc khởi nghĩa. Và trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn này thì kết quả lớn nhất đó là đội du kích Bắc Sơn đã được thành lập. Sau đây cô xin mời các em quan sát hình ảnh. Đây chính là đội du kích Bắc Sơn trong buổi đầu thành lập. Và đội du kích Bắc Sơn sau này rút vào rừng hoạt động và phát triển thành đội cứu quốc quân vào năm 1941 và là một trong những lực lượng góp phần vào cuộc tổng tiến công cách mạng tháng 8 sau này của chúng ta thành công. Như vậy, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn có ý nghĩa như thế nào? Ở đây chúng ta có thể thấy cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn tuy bị đàn áp trong biển máu, thế nhưng nó thức tỉnh tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Và qua đây thì Đảng Cộng sản Đông Dương cũng rút ra được bài học về khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc khởi nghĩa thứ hai, đó là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vào ngày 23 tháng 11 năm 1940. Trước hết, chúng ta cũng tìm hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đó là do quân Xiêm gây xung đột với Pháp dọc biên giới Lào và Campuchia. Quân Xiêm ở đây được Nhật xúi dục đã gây xung đột với cái biên giới. Và thực dân Pháp lúc giờ lại bắt lính người Việt Nam ra trận chết thay cho chúng. Thế do vậy mà cả binh lính lẫn nhân dân đều rất bất bình. Vậy thì diễn biến của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ như thế nào? Thì trước khí thế sục sôi của nhân dân Nam Kỳ thì Đảng bộ Nam Kỳ đã đề ra kế hoạch khởi nghĩa và cử đồng chí Phan Đăng Lưu ra Bắc để xin chỉ thị của Trung ương Đảng. Qua xem xét tình hình thì Trung ương Đảng quyết định tạm hoãn cuộc khởi nghĩa. Thế nhưng cái lệnh tạm hoãn đó chưa về kịp thì kế hoạch lệnh khởi nghĩa đã được ban bố và do vậy cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra. Các em quan sát trên lược đồ khởi nghĩa Nam Kỳ. Các em hãy quan sát cho cô ở phần chú thích. Trước hết, những cái ngọn lửa ở đây đó là những nơi mà quân chúng và binh lính người Việt nổi dậy khởi nghĩa. Hình ảnh ngôi sao mà trên lược đồ cô ký hiệu đó là những lá cờ. Thì đó chính là nơi thành lập chính quyền cách mạng. Hình ảnh với hai cánh tay với những xiềng xích này đó chính là nơi Pháp bắt bớ giết hại quân khởi nghĩa.
Và đây là nơi Pháp ném bom tàn sát. Thì theo kế hoạch, thì đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, cuộc khởi nghĩa vẫn bùng nổ. Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở hầu khắp các tỉnh thuộc Nam Kỳ. Các em quan sát trên được đồ. Và nhiều nơi đã thành lập được chính quyền. Ví dụ như ở Gia Định, ở Mỹ Tho, vân vân. Sau đó thì thực dân Pháp đã quay lại đàn áp hết sức dã man. Chúng ném bom, rồi đốt nhà, rồi giết người. Đây các em quan sát trên màn hình. Và tại trong cuộc khởi nghĩa này thì rất nhiều những chiến sĩ cách mạng đã bị thực dân Pháp bắt bớ, giết hại. Như vậy về diễn biến các em cần nắm như sau. Thứ nhất, lệnh khởi nghĩa đã ban hành nhưng kế hoạch bị lộ. Và cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra vào đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940. Khởi nghĩa nổ ra ở hầu khắp các tỉnh Nam Kỳ. Kết quả đó là nhiều nơi đã thành lập được chính quyền cách mạng và Pháp đã đàn áp hết sức dã man. Và lần đầu tiên xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng. Sau đây cô mời các em hướng lên màn hình. Đây là hình ảnh một số những cán bộ cách mạng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã bị thực dân Pháp bắt bớ, tra tấn và giết hại. Người đầu tiên cô muốn giới thiệu với các em đó là đồng chí Nguyễn Văn Cử, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912, ngày hy sinh 28 tháng 8 năm 1941. Người thứ hai đó là Phan Đăng Lưu, ngày sinh 2 tháng 1 năm 1901, ngày hy sinh 28 tháng 8 năm 1941. Tiếp theo, Hà Huy Tập, ngày sinh 24 tháng 4 năm 1906, ngày hy sinh 28 tháng 8 năm 1941. Và Nguyễn Thị Minh Khai, ngày sinh 1 tháng 11 năm 1910 và ngày hy sinh 28 tháng 8 năm 1941. Quan sát trên màn hình, các em thấy có điểm gì? Có điểm gì mà các em có thể các em thắc mắc? Ở đây chúng ta thấy rằng sao nhỉ? Ngày hy sinh của các đồng chí đó là đều ngày 28 tháng 8 năm 1941. Đây là những cán bộ hết sức kiên trung của Đảng ta trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ mà đã bị thực dân Pháp bắt. Chúng dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ nhưng không khuất phục được họ. Và thực dân Pháp đã kết án tử hình các chiến sĩ cách mạng của chúng ta. Và vào ngày 28 tháng 8 năm 1941 tại Hóc Môn, Gia Định. Để hiểu rõ về các nhân vật lịch sử này, các em có thể về tìm hiểu thêm trong khuôn khổ tiết học này. Thời gian ngắn do vậy mà cô xin không được giới thiệu nữa. Một cái hình ảnh nữa mà cô muốn mở rộng với các em. Đây là hình ảnh lá cờ. Thì lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng được xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Vậy các em có biết về lịch sử về lá cờ này không? Thì ở đây các bạn có thể quan sát trên màn hình. Tác giả tạo ra lá cờ đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này, đó chính là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp ngày 23 tháng 11 năm 1940. Ông đã hy sinh oai hùng vì bị địch bắt và bắn vào ngày 28 tháng 8 năm 1941. Tất cả tâm huyết của ông khi sáng tạo ra lá cờ Tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ mà ông đã sáng tác. Và bài thơ đó rất nổi tiếng. Hỡi những ai máu đỏ da vàng, hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc. Nền cờ thắm máu đào vì nước, sao vàng tươi da của giống nòi. Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi, hỡi sĩ nông công thương binh, đoàn kết lại như sao vàng năm cánh. Và hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng
khi mà cách mạng tháng 8 thành công, đó chính là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và bây giờ là quốc kỳ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thế như vậy, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử. Trước hết, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ này nó thể hiện cái tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Thứ hai, đó là thể hiện cái nguyện vọng giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Như vậy, qua việc tìm hiểu hai cuộc khởi nghĩa, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, các em có thể rút ra cái bài học kinh nghiệm gì qua hai cuộc khởi nghĩa? Các em có thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì qua hai cuộc khởi nghĩa? Trước hết, chúng ta thấy rằng đó là bài học về khởi nghĩa vũ trang. Chúng ta có thể nói rằng hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn cũng như Nam Kỳ, ở đây nó như là cái phát pháo hiệu đầu tiên về khởi nghĩa vũ trang để chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 sau này. Thứ hai, đó là về xây dựng lực lượng vũ trang. Xây dựng lực lượng vũ trang thể hiện rõ nhất ở việc xây dựng cái đội quân du kích Bắc Sơn trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Về chiến tranh du kích thì đội du kích Bắc Sơn sau khi mà rút về rừng hoạt động thì đã tích cực hoạt động, và cái lối đánh ở đây đó là lối đánh chiến tranh du kích. Và đặc biệt đó là biết chớp thời cơ cách mạng. Khi mà lực lượng của địch suy yếu, lực lượng khí thế cách mạng của chúng ta sôi nổi, chúng ta sẽ chớp thời cơ cách mạng. Và những bài học kinh nghiệm này đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong suốt quá trình lãnh đạo của mình. Và đặc biệt đó là sự chuẩn bị trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Thế như vậy, cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu xong nội dung bài hôm nay. Cô sẽ hướng dẫn các bạn luyện tập. Phần luyện tập. Trước hết, cô hướng dẫn các bạn làm bài tập trắc nghiệm trước. Để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, thì thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì? Các em hãy suy nghĩ. Thứ nhất, đó là đáp án A là tăng các loại thuế gấp 3 lần. B là thi hành chính sách kinh tế chỉ huy. C là thu mua lương thực theo giá rẻ mạt. Và D, bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. Các em có thể suy nghĩ và chọn đáp án. Như vậy chúng ta lưu ý đọc kỹ cái lời dẫn, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Đáp án ở đây đó là đáp án B, thi hành chính sách kinh tế chỉ huy mà trong quá trình tìm hiểu phần 1 cô đã giải thích. Câu hỏi số 2 đó là hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương mà Pháp đã ký với Nhật ngày 23 tháng 7 năm 1941 thừa nhận điều gì? A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt. B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương. Và C. Pháp phải đảm bảo hậu phương an toàn cho quân đội Nhật. Và D. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự. Ở câu hỏi này nếu các em đọc không kỹ thì các em sẽ chọn nhầm đáp án. Đó là đáp án A và D. Hai đáp án này rất dễ, rất nhiều bạn sẽ chọn nhầm. Các em lưu ý đáp án của câu hỏi này đó chính là đáp án D. Còn Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt đó là khi mà Nhật tiến hành chiến tranh ở Thái Bình Dương từ tháng 12 năm 1941 cơ, thì các em mới chọn đáp án A nhé. Câu hỏi số 3 như sau. Nguyên nhân trực tiếp làm cho khoảng 2 triệu đồng bào miền Bắc chết đói vào cuối năm 1944, đầu năm 1945. Các em lưu ý đó là nguyên nhân trực tiếp nhé. A. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. B.
tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta, và C, thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt, và D, Nhật bắt Pháp phải vơ vét nhân dân ta, cung đốn cho Nhật. Các em lưu ý nguyên nhân trực tiếp. Còn nếu mà các em nhìn thấy rằng là đây, tất cả đây bốn cái đáp án này đều là nguyên nhân, thế nhưng đây là nguyên nhân trực tiếp, thì các em sẽ chọn đáp án C, đó là thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt. Như vậy cô đã hướng dẫn các em một số câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta sang phần thứ hai về câu hỏi tự luận. Câu hỏi tự luận cô xin đưa ra hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất đó là tình hình Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì đáng chú ý? Câu 2, vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương? Thế như vậy, cô đã cùng các em tìm hiểu xong bài 21 Việt Nam trong những năm 1939-1945. Hy vọng trong thời gian nghỉ này, các em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, tranh thủ học bài, ôn bài để chúng ta đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi. Cô cảm ơn các em. Tạm biệt và hẹn gặp lại.